quả chanh này là kiệt tác ẩm thực của bếp trưởng cung điện Hoàng gia Monaco, người đã làm việc ở đây hơn 30 năm và hiểu rõ nhất quốc trưởng hoàng tử Albert cũng như các thành viên trong hoàng tộc có khẩu vị như thế nào. Ông đang chuẩn bị cho một bữa ăn thân mật của gia đình Hoàng gia Monaco. Vì là bữa ăn thân mật của gia đình nên tôi muốn làm những món ăn đậm chất địa phương nhất có thể. Quốc trưởng Hoàng tử Albert đặc biệt thích các món ăn sử dụng nguyên liệu địa phương và món tráng miệng sẽ là những trái chanh như thế này. Vì Monaco có những trái chanh ngon nhất thế giới, đó là sô-cô-la trắng và cả thạch kem vị chanh. Làm bếp trưởng Hoàng gia Monaco khó khăn hơn rất nhiều so với bếp trưởng tại những nhà hàng sao Michelin. Phục vụ nhà hàng thì bạn sẽ có nhiều khách hàng thay đổi mỗi ngày, vậy nên số lượng món chỉ ở mức giới hạn. Còn tại đây, bạn phục vụ tất cả các bữa ăn cho những thành viên trong hoàng gia mỗi ngày, vì thế phải luôn biết sáng tạo và tìm được nguồn cảm hứng để có những bữa ăn vừa đẹp vừa ngon. Không chỉ thế, những món ăn do căn bếp này tạo nên còn có lúc là những thông điệp ngoại giao quan trọng. Ví dụ như lần hoàng gia đón Nelson Mandela, tôi đã quyết định làm món tráng miệng như những viên kim cương, bởi vì Nam Phi vốn rất nổi tiếng với kim cương mà. Không phải ai cũng có thể trở thành đầu bếp đảm nhận nhiệm vụ phục vụ những yêu cầu ẩm thực cao như tại Hoàng gia Monaco. Và căn bếp này quả thật là một trong những căn bếp hoàng gia đẳng cấp nhất thế giới.